chào quý vị đang đến với chương trình Toàn cảnh 24 giờ do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh VTV9 phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ thực hiện. Hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 5 năm 2017, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cảnh giác với chiêu lừa đảo mua hàng nhận thưởng. Hàng trăm người dân kéo ra đường phản đối khai thác titan. Bắt hai cán bộ để thất thoát gần 800 triệu đồng tiền bồi thường thủy điện. Đánh nhau giành bạn gái trên Facebook khiến một người chết. Thưởng thức đêm pháo hoa chủ đề thổ tại Đà Nẵng. Tiêu điểm mỗi ngày của chương trình hôm nay là phóng sự người dân hài lòng với các giải pháp chính phủ điện tử. Lừa đảo bằng việc mua hàng nhận thưởng không còn là hình thức lừa đảo mới, nhưng do thiếu cảnh giác nên nhiều người vẫn trở thành nạn nhân và kết cục là vừa mất tiền lại vừa phải nhận những sản phẩm kém chất lượng. Hai chiếc đồng hồ Rolex, một phiếu mua sắm tại các siêu thị lớn trị giá 5 triệu đồng là phần thưởng mà ông Hùng có được sau khi mua chiếc smartwatch trị giá 1 triệu 980 ngàn đồng này. Nhưng cả hai thứ này đều là hàng dỏm bởi khi vừa lấy về đã không dùng được, không phải hàng chính hãng. Trước đó ông Hùng nhận được thông báo là khách hàng may mắn. Chỉ cần mua một chiếc smartwatch sẽ được tặng thưởng. Ông đồng ý bỏ 1 triệu 980 ngàn đồng mua ngay chiếc smartwatch. Sau khi nhận quà thưởng thì ông không được kích hoạt phiếu mua sắm. Hai đồng hồ bị hỏng. Ông gọi điện cho công ty thì không được giải quyết. Trong hóa đơn bán lẻ không ghi rõ địa chỉ công ty nên việc đến tận nơi để giải quyết là không thể. Một cảnh báo chung cho những ai là chủ nhân của số điện thoại may mắn có cơ hội mua hàng nhận thưởng. Những ngày qua, người dân tại thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định liên tục tràn ra các ngã ba trong thôn để phản đối việc một công ty có ý định khai thác đất đen hay còn gọi là Titan do lo sợ ô nhiễm môi trường, nguồn nước và nguy hiểm trong việc đi lại. Người dân nơi đây cho biết sở dĩ có sự việc này là do địa bàn thôn có 3 địa điểm có đất đen. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ở hai khu vực đã từng khai thác đất đen, nguồn nước của các hộ dân xung quanh chuyển qua màu đục, bốc mùi hôi, không dùng được. Nguy hiểm hơn là những nơi bắt vòi khai thác đất xong đã tạo ra các lỗ hổng lớn phía dưới. Đã có nhiều trẻ em trong thôn bị tai nạn nhập viện do lọt xuống những hố này. Đại diện Ủy ban nhân dân xã Mỹ An cho biết, việc quản lý cấp phép cho công ty khai thác đất là của cấp trên, nên xã rất khó quản lý và giải đáp hết cho người dân được. Xã đã báo cáo lên huyện xin ý kiến chỉ đạo, khi nào công ty có động thái khai thác thì mới giải quyết được. Rừng ngập mặn tại thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã và đang tiếp tục bị người dân tàn phá để làm đìa nuôi tôm. Nơi đây vốn được xem là khu rừng bần cổ thụ quý, đáng được xếp vào hàng cây di sản Việt Nam. Những đìa tôm trải dài nhiều cây số, ăn sâu vào đường đi đầm môn của huyện Vạn Ninh. Trước kia tại đây vốn là những khu rừng ngập mặn để giữ đất và môi trường sinh thái cho xã Vạn Thọ. Được biết, rừng ngập mặn Tuần Lễ được xem là khu rừng bần cổ thụ quý nhất, đáng được xếp vào hàng cây di sản Việt Nam do thích nghi với gió xoáy và nước mặn. Đến nay, những cây bần cổ thụ hàng trăm năm tuổi này chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay do sự tàn phá của con người. Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội để làm rõ các nội dung tố cáo của công dân liên quan đến việc thực hiện dự án này. Đoàn thanh tra do ông Trần Hữu Lợi, thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục 1 Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn, thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch thanh tra được phê duyệt trong thời gian 40 ngày. Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo thanh tra làm rõ nội dung tố cáo của công dân liên quan đến việc thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Tuyến số 3 đi từ Nhổn đến Ga Hà Nội. Được biết, dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội do thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư ban đầu là 783 triệu euro. Nhưng dự án này đã phải điều chỉnh vốn tăng thêm 393 triệu euro so với giá phê duyệt ban đầu. Dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội được khởi động từ năm 2006, nhưng đến năm 2010 mới chính thức khởi công và liên tục bị chậm tiến độ. Đến nay mới thực hiện được hơn 30% các hạng mục. Tới trưa nay, tình trạng cá nổi dày đặc dưới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất nhiều. Bên cạnh đó, số lượng cá chết cũng xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Sáng cùng ngày, tại khu vực đầu kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè từ cầu số 1 thuộc địa bàn quận Tân Bình đến cầu số 6 thuộc quận Phú Nhuận, cá nổi trên mặt nước đếm không xuể, trong đó có nhiều con đã chết. Nước kênh nổi bọt và nhiều rác thải. Nhiều người dân cho rằng nguyên nhân có thể do một tuần nay thành phố có mưa lớn và liên tục, do đó nước mưa tràn từ các ống cống chảy ra kênh kéo theo rác, nước bẩn gây ô nhiễm.
Sáng nay, tại Lữ đoàn 125 Hải quân, ông Lê Thế Chữ, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ đã đến làm lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số, đồng thời chứng kiến giây phút xuất phát đưa đoàn công tác số 15 do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chuẩn Hải quân hành trình đến với biển đảo quê hương và khánh thành trung tâm y tế thị trấn Trường Sa. Những hộp đất từ những địa danh linh thiêng của Tổ quốc cũng đã được đưa lên tàu HQ-996 bắt đầu hành trình hồn đất quê nhà gửi Trường Sa. Hành trình đến với biển đảo Trường Sa lần này mang đất thiêng tiếp nhận tại ba miền đất nước để trồng cây tại các đảo trên quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn công tác sẽ làm lễ khánh thành Trung tâm Y tế Trường Sa là công trình nâng cấp từ Bệnh xá Trường Sa với tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng. Trong đó, bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp 22 tỷ đồng thông qua chương trình chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Bệnh viện Quân y 175 cũng tham gia cùng vận động trang thiết bị y tế hiện đại và nhân lực chuyên môn để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị, trong cuộc sống chắc chắn không có ai chưa từng thất bại hay có lúc chán nản, mất phương hướng. Những lúc như thế, có lẽ ta nên lắng lại đôi chút để xem những câu chuyện xung quanh mình và sẽ thấy rằng đâu đó có những người còn khó khăn hơn gấp nhiều lần, nhưng họ vẫn tìm được niềm vui sống và sự thành đạt bằng nghị lực không mệt mỏi. Sau một trận sốt bại liệt từ nhỏ, những di chứng này đã đeo đẳng Hoàng thành Nhạc suốt gần 30 năm nay. Những cơn đau vẫn hành hạ Nhạc mỗi ngày, bất kể khi anh đi lại, ngồi làm việc hay nghỉ ngơi. Sinh ra trong một gia đình khó khăn ở tỉnh Quảng Trị, Nhạc không khỏi buồn tủi khi phải sống phụ thuộc bố mẹ, trong khi bố mẹ thì ngày càng lớn tuổi. Và thế là năm 2010, Nhạc quyết định xin cha mẹ khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh học nghề sửa điện thoại. Với một người bình thường, chuyện học nghề và kiếm việc ở thành phố nhiều khi cũng đã khó khăn. Thì với Nhạc, sự khó khăn đó còn nhân lên gấp bội, bởi ngoài tự lập với sinh hoạt, Nhạc còn phải chăm chỉ hơn mọi người rất nhiều để bù lại những thao tác chậm hơn do chống chọi với những cơn đau. Với những nỗ lực không mệt mỏi, từ bàn tay trắng, đến nay, Nhạc đã có cửa hàng riêng ở thành phố Vũng Tàu và thật đáng quý khi Nhạc còn nhận đào tạo cho những người cùng cảnh ngộ với mình. Trong thời gian đào tạo, Nhạc vẫn trả lương cho họ như một nhân viên chính thức. Bởi hơn hết, Nhạc thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà những người khuyết tật phải trải qua. Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong quản lý và điều hành nhà nước đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của chính phủ. Chủ trương này đang được triển khai sâu rộng đến các cấp quận, huyện, phường, xã trong cả nước. Tuy nhiên, việc tìm được một giải pháp thực sự phù hợp với quá trình xử lý công việc của cán bộ vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân là một thách thức không nhỏ. Trong xu thế chung đó, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai những giải pháp công nghệ mới thỏa mãn được cả hai yêu cầu nêu trên, tạo ra một nền tảng quan trọng cho sự nghiệp hành chính của địa phương này. Bên cạnh các cái phần mềm được thành phố cung cấp thì ủy ban quận cũng chủ động xây dựng các cái giải pháp về điện tử để phục vụ người dân một cách là tốt nhất. Ví dụ như là cái phần mềm quản lý về địa bàn dân cư. Phần mềm này có tên là G-Office, giúp liên thông dữ liệu giữa 14 phân hệ phần mềm nội nghiệp tại 11 phường và 3 phân hệ quản lý cho cán bộ lãnh đạo phường và quận. Trên nền tảng này, cán bộ lãnh đạo có thể giao việc nhanh chóng cho nhân viên thụ lý, theo dõi được tiến độ giải quyết công việc, theo dõi được số liệu thống kê báo cáo ngay tức thì, giảm đi rất nhiều thời gian và nhân lực trong việc tổng hợp và báo cáo thống kê. Phần mềm này nó có thể thống kê được số lượng hồ sơ mình giải quyết trong ngày và số lượng hồ sơ mình cần giải quyết trong ngày. Do đó mình có thể đảm bảo được thời gian giải quyết hồ sơ, không để hồ sơ trễ hẹn của người dân. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của người dân, thông tin sẽ cập nhật lên hệ thống và các bộ phận sẽ xử lý hồ sơ trên cơ sở dữ liệu đó mà không phải sao chép qua các phần mềm khác nhau. Khi có kết quả, người dân sẽ nhận được thông báo qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử. Từ tháng 1 năm 2017, số lượng hồ sơ hành chính tiếp nhận và giải quyết qua G-Office là gần 80.000 hồ sơ với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn lên đến 99%. Khi mình đã có tin nhắn rồi thì mình lên lấy thì kết quả đã có rồi. Mình chỉ đưa tin nhắn cho cán bộ phường thì mình sẽ lấy được kết quả ngay thôi. Do nhu cầu giải quyết hồ sơ của người dân ngày càng nhiều nên cổng dịch vụ công đặc biệt được quan tâm đẩy mạnh. Theo đó, người dân, doanh nghiệp có thể ngồi ở nhà hoặc cơ quan truy cập vào hệ thống để nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện thay vì tới trụ sở ủy ban phường như trước. Trước kia đó thì phải đi đến
nhận form rồi lấy số thứ tự rồi chờ. Còn mấy ngày nay thì nó tiện lợi hơn, chỉ là chị cần cập nhật ở trang web, lên website ở nhà rồi điền thông tin ở trên đó, sau đó thì chỉ cần đi một lần là sẽ nhận được. Bên cạnh đó, cũng thông qua cổng dịch vụ công hoặc bằng điện thoại di động có cài đặt ứng dụng HCMC One, người dân có thể chụp hình phản ánh về quận, những vấn đề phát hiện trong địa bàn có kèm theo thông tin. Phần mềm ngay lập tức xác định vị trí và chỉ đạo về địa phương đó xử lý. Đây là những cái bước đầu để tiếp cận người dân, thì để xem những cái phản ánh, phản hồi của người dân, thì qua đó chúng tôi sẽ chỉnh sửa để nó có những cái phiên bản nó tốt hơn để phục vụ người dân tốt hơn. Những hiệu quả của việc triển khai các giải pháp chính quyền điện tử ở quận 12 đã nhìn thấy rất rõ. Tuy nhiên, khó khăn cũng là nhiệm vụ hiện nay là phải làm sao tuyên truyền, phổ cập rộng rãi những lợi ích thuận tiện và nâng cao khả năng tiếp cận những ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông này đến người dân. Khi đó, hiệu quả của chính phủ điện tử mới thực sự đạt được mục tiêu như ban đầu đề ra là phục vụ người dân. Tiếp theo chương trình toàn cảnh 24 giờ là các tin nóng đáng chú ý. Bắt hai cán bộ để thất thoát gần 800 triệu đồng tiền bồi thường thủy điện. Cháy kho tái chế, thiệt hại 3 tỷ đồng. Đánh nhau giành bạn gái trên Facebook khiến một người chết. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thi hành lệnh bắt, khám xét cơ quan làm việc và nơi ở của hai cán bộ để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ, gây thất thoát gần 800 triệu đồng tiền bồi thường thủy điện. Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Thanh Dân, nguyên cán bộ ban quản lý dự án Thủy điện 5 và Y Quyết Brong, nguyên cán bộ địa chính xã Erbin, huyện Lắc, Đắk Lắk. Trước đó, năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có quyết định hỗ trợ bồi thường cho một số hộ dân tại xã Erbin bị ảnh hưởng bởi thủy điện Buôn Tu Ra. Chủ đầu tư là ban quản lý dự án Thủy điện 5 đã phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức đo đạc xác minh diện tích thiệt hại của dân. Quá trình thực hiện, Dân và Quyết đã để một số đối tượng lợi dụng kê khống diện tích thiệt hại để nhận bồi thường. Bước đầu cơ quan đã làm rõ chỉ với 9 bộ hồ sơ khống đã làm thất thoát gần 800 triệu đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan. Một vụ cháy đã xảy ra tại kho sản xuất tái chế nhựa bao bì của ông Nguyễn Đăng Phong ở tổ 49 ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vào ngày hôm qua. Chủ cơ sở cho biết khi ông đang tái chế phế liệu thì thấy một kho hàng phía sau cơ sở sản xuất bốc cháy dữ dội và đang lan sang các khu vực xung quanh trong diện tích rộng 2.000m2. Công an huyện Châu Phú, đội phòng cháy chữa cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Châu Đốc và các lực lượng chức năng đã đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 5 giờ hoành hành, ngọn lửa đã gây thiệt hại hoàn toàn một nhà kho, một cái ó, một thùng hàng phụ liệu thô và một thùng hàng thành phẩm. Vụ cháy đã làm thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Lãnh đạo huyện Châu Phú và địa phương đã đến thăm hỏi và động viên chủ cơ sở vượt qua khó khăn, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản cho chủ cơ sở. Tối hôm qua, tại ấp Phước Thạnh, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người của một nhóm thanh niên. Thông tin ban đầu, Nguyễn Minh Thuận và Nguyễn Nhật Trường ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mua bia và cạn ghẹ đến tiệm Internet Quốc Bình ở xã Lộc Hòa, rủ anh Nguyễn Quốc Bình là chủ tiệm cùng nhậu. Nhậu xong, Trường và Thuận vào tiệm Internet chơi game. Lúc này, Nguyễn Nhật Anh ở xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ cũng đang ngồi trong tiệm này, đã gọi Trường ra ngoài rồi hai bên lao vào đánh nhau. Nhật Anh ngã ra bất tỉnh, hoảng sợ Trường và Thuận chở Nhật Anh đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng Nhật Anh đã chết sau đó do đa chấn thương. Trường và Thuận đã nhờ các y tá bệnh viện gọi điện thoại báo công an để tự thú. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Nhật Anh và Trường giành bạn gái trên Facebook. Công an huyện Long Hồ đã tạm giữ hình sự hai nghi can Nguyễn Minh Thuận và Nguyễn Nhật Trường để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Hôm qua, Trung tá Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên khi đang lao động tại lò nấu mỡ ở xã Thanh Bình. Theo kết quả điều tra, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, một motor điện 3 pha tại lò nấu mỡ của bà Bùi Thị Kim Hương ở xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo bất ngờ bị phát cháy. Nguồn điện này chạy vào hệ thống bằng kim loại của lò nấu mỡ và giật làm anh Bùi Văn Quốc ở xã Thanh Bình đang làm công nhân làm việc tại đây bị té. Anh Quốc được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng đã chết sau đó. Người dân địa phương cho biết anh Quốc đã có vợ và hai con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Người dân cũng cho biết lò nấu mỡ này hoạt động đã hơn 10 năm, cơ sở này không chỉ chưa đảm bảo về an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn về điện mà còn gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc đối với nhiều hộ dân lân cận.
Người đàn ông lái xe máy trong tình trạng say xỉn đã chạy lấn qua làn đường ngược chiều rồi tông vào xe buýt làm người này phải nhập viện. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều hôm qua trên đường Kha Vạn Cân, đoạn qua phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó khoảng 16 giờ 30 phút, xe buýt số 57 chạy trên đường Kha Vạn Cân theo hướng đường Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức. Khi còn cách chợ Thủ Đức khoảng 100 mét thì bất ngờ bị xe máy do một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã say xỉn chạy lấn làn tông trúng, va chạm làm người đàn ông văng về trước, đập đầu vào kính xe buýt, chấn thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Một vụ tai nạn đã xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ 1K, đoạn qua phường Bình An, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Nam thanh niên chạy xe máy bất ngờ mất lái, tông vào xe ba gác đậu ở lề đường, khiến người này bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe máy mang biển số 86B8-15024 do một nam thanh niên khoảng 25 tuổi chạy hướng từ tỉnh Bình Dương sang tỉnh Đồng Nai. Khi đến khu phố Châu Thới, phường Bình An thì không làm chủ được tay lái, bất ngờ tông mạnh vào xe ba gác biển số 61L7-1736 đang đậu bên lề đường. Cú tông làm nam thanh niên ngã văng ra khỏi xe, đập đầu xuống đường. Người dân đã nhanh chóng đưa nam thanh niên vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tại hiện trường, xe máy của nam thanh niên bị bể phần đầu, hư hỏng nặng. Chiếc xe ba gác bị hút mạnh vào đuôi, đẩy về phía trước. Hai xe máy lưu thông ngược chiều tông vào nhau đã khiến một người chết, còn một người bị thương nặng nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều hôm qua tại tỉnh lộ 43 đoạn qua phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, khi đó nam thanh niên chạy xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên tỉnh lộ 43 hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn phường Bình Hòa, thị xã Thuận An thì tông vào một xe máy biển số Thừa Thiên Huế do một người đàn ông điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Người đàn ông đi xe máy biển số tỉnh Thừa Thiên Huế cũng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thưa quý vị, tiếp theo là những thông tin giải trí hấp dẫn, mời quý vị cùng theo dõi. Thưởng thức đêm pháo hoa chủ đề thổ tại Đà Nẵng. Chạm tay vào quá khứ để hiểu tình yêu còn lại. Kịch xiếc Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn phục vụ khán giả trong hè này. Cuối tuần qua, bầu trời thành phố Đà Nẵng đã rực sáng lung linh với những màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa mang chủ đề thổ đến từ đội Nhật Bản và Thụy Sĩ trong lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017. Đặc biệt nhất là pháo hoa hình lá cờ Việt Nam đã làm khán giả vô cùng thích thú. Đội Thụy Sĩ thể hiện kỹ thuật bằng tốc độ bắn pháo hoa nhanh và bắn ra 21 hướng khác nhau để khán giả có thể ngắm pháo hoa từ mọi góc độ. Còn đội Nhật Bản thì tạo nên một vũ trụ với các tiểu hành tinh và những phi thuyền bằng pháo hoa đặc sắc. Bên cạnh đó còn có những màn trình diễn văn nghệ sôi động từ các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Di sản văn hóa đặc trưng của đất nước Thụy Sĩ cũng được giới thiệu khán giả qua màn trình diễn kèn sừng độc nhất vô nhị. Chạm tay vào quá khứ, những người trẻ sinh ra sau chiến tranh sẽ nhìn thấy những gì? Đó là cảm hứng đã tạo nên vở múa đương đại đầy rung động vừa tái diễn tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Yêu thương, chia lìa, mất mát và nhục nhớ. Nỗi niềm quá khứ trong mắt những người trẻ đông đầy cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. Đó là sự chờ mong và không bao giờ quên những người nằm xuống. Công diễn thành công từ năm 2013, tác phẩm mang đến cái nhìn trẻ trung tươi mới mà không kém phần sâu sắc về cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam đã đưa hàng trăm khán giả nhí và phụ huynh hòa mình vào thế giới tuổi thơ với vở kịch xiếc Bạch Tuyết và Bảy Chú Hề. Nội dung vở diễn dựa theo truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn nhưng có phần sáng tạo hơn bởi lần đầu tiên có sự kết hợp diễn xiếc trong kịch và phần lời thoại được thay thế gần như hoàn toàn bằng cách kết hợp uyển chuyển cùng những động tác xiếc. Vở kịch Bạch Tuyết và Bảy Chú Hề sẽ phục vụ khán giả vào các ngày cuối tuần tại rạp xiếc Công viên Gia Định thành phố Hồ Chí Minh suốt mùa hè này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh 24 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin về ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24giờ@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Chương trình Toàn cảnh 24 giờ được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ, Bảo Anh và Quang Quý thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.